Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với selen.vn Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi tìm hiểu về một quỹ đất rừng nằm tại xã Dương Sơn, huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn Và hiện tại thì quỹ đất rừng này đang được bên chủ đất người ta đang giao bán với giá là 350 triệu cho diện tích là 2 hecta Và các thông tin bên chủ đất cung cấp thêm cho chúng ta đó là cái quỹ đất rừng này có những cái điều kiện thuận lợi Thứ nhất là làm cạnh đường nhựa Và cái thứ hai là pháp lý minh bạch rõ ràng và ngoài ra thì ở trên cái quỹ đất rừng này đang có trồng những cái loại cây trồng đó là cây mỡ và hiện tại thì đang là phun cây mỡ nhá. Cây lâm nghiệp và như chúng ta biết thì cây mỡ là một trong những cái cây lâm nghiệp được sử dụng rất nhiều trong sản xuất đồ gỗ tự nhiên gia dụng đúng không ạ? Bởi vì nó dễ khai thác và cũng như là dễ gia công. Đây là những cái hình ảnh mà bên bán người ta đã cung cấp cho chúng ta thì như có nói đó là cái quỹ đất rừng này nó nằm cạnh ngay bên cái đường nhựa thì đây như chúng ta có thể thấy rằng xung quanh sát luôn bên cái đường nhựa và trên các cái quỹ đất này thì nó đã được trồng phun cây mỡ rồi à, với cái hình ảnh này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái cây mỡ này nó cũng đã có thể đi vào khai thác được rồi à, và đây là hình ảnh pháp lý của cái quỹ đất này cái quỹ đất này thì ở trên pháp lý là 31.573 mét vuông tức là vào khoảng hơn 3 hecta Nhưng trên thực tế thì bên bán người ta cung cấp là đo đạc thực tế chỉ có vào khoảng 2 hecta hơn tí thôi. Thế nên là bên bán người ta đã cung cấp một cái thông tin nó rất là chính xác và xác thực sau khi đã được đo đạc lại. Quỹ đất này được giao sổ vào năm 2009. Lúc đó thì nó là thuộc dạng quỹ đất, đó là rừng có cây tự nhiên với ký tự là RSN. Đấy, nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì có lẽ là cũng đã qua rất là nhiều những cái đợt khai thác, canh tác rồi. Thế nên là bây giờ thì chủ bên quỹ đất cũng đã trồng những cái dạng cây lâm nghiệp. Như tôi có nói thì cái cây mỡ nó là một trong những cái dạng cây lâm nghiệp mà đang được trồng kín ở trên cái quỹ đất rừng này. Và qua hình ảnh thì chúng ta có thể thấy rằng là nó có thể đi vào giai đoạn khai thác được rồi và để tra vào bản đồ quy hoạch thì chúng ta có thể kéo dịch xuống phía bên dưới một chút và chúng ta click vào phần xem trên bản đồ thì nó sẽ ra cái vị trí của cái quỹ đất đó ở đây và để xem qua thông qua cái vệ tinh thì chúng ta có thể zoom xuống và chúng ta có thể kéo cái thanh cột di chuyển ở phía bên phải để chuyển bản đồ giữa vệ tinh và quy hoạch thì đây là cái quỹ đất rừng của chúng ta làm sát đường nhựa về vị trí địa lý thì tiếp cận về cái quỹ đất này nó không có gì là khó khăn cả. Rất là thuận tiện trong cái quá trình mà chúng ta tiếp cận cái quỹ đất rừng, dễ dàng thuận lợi cho cái sau này khi mà chúng ta đi vào khai thác và vận chuyển. Nó nằm rất là gần các cái hộ dân ở xung quanh, khá là thông thoáng về cái vị trí địa lý. Ở đây thì hiện tại bây giờ cái quỹ đất rừng này nó đang là cái quỹ đất rừng đó là rừng sản xuất dừng sản xuất như vậy là từ 2009 từ lúc ra sổ cho đến thời điểm hiện tại bây giờ nó rơi vào khoảng 15 năm thành đã được quy hoạch thành rừng sản xuất và rừng sản xuất thì chúng ta có thể khai thác trắng được luôn và xung quanh nó thì cũng chỉ là các cái khu vực trồng cây lâm nghiệp và nó cũng không có quy hoạch gì nhiều cả ở đây thì phía ngay bên dưới này thì nó sẽ quy hoạch thành cái khu ở nông thôn là khu các cái khu hộ dân bản làng thực ra là với một cái quỹ đất rừng này thì gần như cái sự quy hoạch của nó thì nó sẽ không có thay đổi nhiều Thế nên là giúp cho chúng ta có thể yên tâm đầu tư lâu dài Mà không phải lo nhiều về cái vấn đề quy hoạch Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ tra cứu quy hoạch để cho nó yên tâm hơn Chúng ta sẽ cùng thử xem cái khoảng cách từ đây cho đến những cái bản làng Thì nó chỉ rơi vào có mấy trăm mét thôi Đi bộ là thoải mái Từ đây đến đây nó rơi vào khoảng có 3-400 mét thôi Đường rất là dễ đi, không có cái gì mà bị vướng hay là Uh, khó khăn cả thì như vậy thì chúng ta có thể tìm hiểu về cái quỹ đất này và những ai cảm thấy rằng cái quỹ đất này nó đang phù hợp với cái nhu cầu mong muốn đầu tư của mình thì các bạn có thể tìm hiểu trực tiếp và chi tiết hơn về cái quỹ đất này và tôi sẽ để link về cái quỹ đất này ở phía bên dưới phần mô tả của cái video để chúng ta có thể trực tiếp chủ động tìm hiểu và rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và đừng quên để lại cho chúng tôi một like, một subscribe hoặc bấm phần đăng ký kênh để nhận những cái thông báo mới nhất. Để đó cũng là cái động lực cho chúng tôi ra các cái video tiếp theo để giới thiệu cho các bạn nhiều hơn các cái quỹ đất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.